Mới đây, Kỳ Duyên đăng tải đoạn clip tổ chức giveaway để tặng khán giả may mắn tấm vé theo dõi các đêm thi tại Miss Universe. Gây chú ý, xuyên suốt đoạn clip này, người đẹp sinh năm 1996 sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh để chia sẻ. Kỳ Duyên mở đầu câu chào và giới thiệu quen thuộc, sau đó giới thiệu cách thức để khán giả có thể nhận được vé may mắn. Nhìn trang phục của Kỳ Duyên, có thể nhận ra cô thực hiện đoạn clip tại Mexico. Tiếng Anh của nàng hậu Việt trong đoạn clip này được nhận xét trôi chảy, sử dụng nhiều từ ngữ đa dạng hơn và Kỳ Duyên cho thấy vẻ tự nhiên khi sử dụng ngoại ngữ. Dù cách phát âm vẫn còn vài chỗ hạn chế, nhưng so với những khoảnh khắc trước đó, thì cư dân mạng công nhận Kỳ Duyên đã có tiếp thu và tiến bộ. Tuy nhiên, một điểm khác thường mà khán giả dễ dàng nhận ra đó là việc Kỳ Duyên quay từng câu ngắn riêng lẻ và ghép lại chứ không nói hoàn toàn mạch lạc từ đầu đến cuối. Không ít ý kiến cho rằng Kỳ Duyên vẫn chưa thực sự tự tin với khả năng tiếng Anh của mình, đồng thời cách nói vẫn đang như học thuộc. Nhưng đa số người xem đều động viên cô nàng hãy phát huy hơn nữa sự mạnh dạn này. Việc học ngoại ngữ quan trọng nhất là không ngại nói, không sợ sai và thực sự tận dụng môi trường xung quanh để luyện tập. Một trong những điểm yếu được cho là lớn nhất của Kỳ Duyên tại Miss Universe 2024 chính là khả năng giao tiếp tiếng Anh. Qua một vài video người đẹp Việt Nam tương tác với thí sinh nước bạn hoặc trả lời truyền thông quốc tế, cô để lộ vốn từ vựng khá hạn chế, nói còn ấp úng, bập bẹ và chỉ giao tiếp được những câu đơn giản. Trong clip ở hậu trường sự kiện nằm trong khuôn khổ của cuộc thi Miss Universe 2024, khi được kênh truyền hình phỏng vấn, người đẹp sinh năm 1996 để lộ rõ sự ấp úng lúng túng. Xin chào tất cả mọi người, tôi thật sự yêu các bạn, tôi thích Mexico, tôi yêu con người Mexico, tôi yêu đồ ăn Mexico, thật sự rất ngon, cô nói. Khởi đầu với nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên trong những ngày gần đây Kỳ Duyên dần lấy lại phong độ. Theo đó, đại diện Việt Nam từ top 16 đến 25 nay đã vươn lên vị trí top 4 trong các bảng xếp hạng theo ngày của chuyên gia Shop Factor. Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên đã lọt top thí sinh make-up xuất sắc nhất trong buổi họp thuộc khuôn khổ của cuộc thi. Giữa lúc netizen đang hào hứng khi Kỳ Duyên bứt phá nhanh ở chặng cuối Miss Universe 2024, thì trong bảng xếp hạng mới nhất, cô lại tụt dốc từ gần đỉnh xuống đến sát đáy. Trong 2 ngày hoạt động thứ 7 và thứ 8 ở Miss Universe 2024, Kỳ Duyên đã khiến netizen hào hứng khi liên tục nhảy vọt trong bảng xếp hạng các thí sinh nổi bật nhất mỗi ngày do chuyên trang sắc đẹp Shop Factor chọn ra. Khi khán giả tỏ ý sốt ruột vì Kỳ Duyên mãi chưa lọt vào top 10, cô đã bất ngờ tăng tốc lên đứng thứ 4 nhờ tạo hình ấn tượng trong ngày thứ 8. Và trong lúc mọi người tin chắc rằng Kỳ Duyên đã tìm được đỉnh cao phong độ thì chỉ một ngày hôm sau thôi, đại diện Việt Nam tụt dốc nhanh đến chóng mặt. Khi Shop Factor tung ra bảng xếp hạng thí sinh của ngày thứ 9, Kỳ Duyên đứng thứ 25. Mọi người đoán rằng sắc đồ quần trắng dáng suông kèm áo kẻ caro vàng trắng mà Kỳ Duyên mặc trong lớp học trang điểm chính là nguyên nhân khiến đại diện Việt Nam tụt hạng. Có thể màn thay đổi phong cách này khiến Kỳ Duyên bị mờ nhạt hơn các thí sinh khác nên không có thứ hạng cao ở bảng xếp hạng mới nhất, nhưng sang ngày hoạt động thứ 10, cô đã lấy lại vẻ lộng lẫy với bộ váy hồng ôm sát kèm tay áo cách điệu rất độc đáo và hãy chờ xem Kỳ Duyên có thăng hạng trở lại không.